Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mình là Nguyễn Văn Hoàng. Kênh YouTube của mình là Cập Vlog. Hoàng rất vui khi được cô chú anh chị và các bạn xem kênh Vlog của mình qua màn ảnh nhỏ. Mình rất mong được cô chú anh chị và các bạn xem kênh ủng hộ mình. Hãy bấm đăng ký, nhấn chuông và chia sẻ để mình có thêm động lực tiếp tục quay video để cho cô chú anh chị và các bạn xem giải trí. Hoàng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hello, chào cô chú anh chị các bạn nha. Chiều nay mình vô bếp nữa rồi các bạn ơi. Chiều nay mình ăn cái món bao tử luộc giòn cuốn bánh tráng nha các bạn. Chấm mắm tôm, làm chấm mắm nêm chứ không chấm mắm tôm nữa. Bao tử này mình luộc giòn, bây giờ mình sẽ chà chanh. Mình rửa xong mình cạo nhớt rồi, bắt đầu mình chà chanh. Bắt đầu một chút mình luộc giòn với miếng da đầu. Da đầu mình thui nha các bạn, thui lại cho nó dày, cho nó lên cái da này lên nó thơm. Các bạn chút vô bếp cùng với mình nha, làm cái món bao tử luộc giòn này nè. Rồi mình rửa chanh xong rồi nè các bạn. Cái này đặc biệt là đừng có trụng nước sôi, nặng chanh vô rồi bây giờ nó hết nhớt luôn. Bắt đầu mình nước sôi một mình mới thả vô nè các bạn. Chín rồi, quăng lên mấy cá nó mới giòn. Rồi bắt đầu mình sẽ đi luộc nha. Mình sẽ đi luộc. Ô, nước sôi ổn ổn rồi. Đó, giờ nước sôi ổn vậy nè. Đó, mình mới thả vô. Phải cho đặc biệt là cho nước sôi vậy mới được nha. Nước phải cho lúc luôn cái bao tử. Đó. Bây giờ cái này là mình luộc sau. Bây giờ mình sạn cái nước đá. Chút mình bỏ qua cái thao nước đá này nè. Cỡ 10 phút là nó chín rồi, tại cái bao tử nó mỏng. Rồi, chín rồi các bạn. Giờ cho nó ra thao nước đá này nè nha. Đó. Dẫn vô thao nước đá liền. Chúng ta trở lại liền cho nó lạnh. Đó. Vậy là mình làm giòn nè. Cho nó nguội thôi chứ không phải là để đông lạnh luôn. Cho nó nguội nhanh, càng nhanh là nó càng giòn. Hết nóng rồi. Ok, xong rồi đó các bạn. Rồi. Bắt đầu mình đem vô mình sắt nha các bạn. Xong rồi các bạn, bây giờ mình sắt nha các bạn. Luộc về giòn dữ lắm, ngon lắm nè. Mình sắt dài dài vậy nè. Cuốn bánh tráng. Đó, sắt dao nằm. Ok. Ui cha ô, nó giòn em ơi, còn cực kỳ luôn á. Bao tử là các bạn luộc vậy đó, chứ đừng có đem về mình chà chanh, chứ đừng có trộn mà nước sôi rồi cạo rồi là cái như nó không bao giờ giòn. Mình chào cô chú chị các bạn nha. Hôm nay mình luộc bao tử luộc giòn xong rồi cô chú chị các bạn. Bây giờ lên bàn chỉ còn ăn thôi. Mình mời cô chú chị các bạn ăn bánh tráng cuốn với mình nha.
mời cô chú anh chị các bạn. Đưa hoa. Mời cả nhà ăn bánh tráng. Cả nhà ơi. À, bánh tráng. Các bạn thấy không? Rau một mâm, đặc biệt có lá mơ nha. Lá mơ nha các bạn, thơm. Sẽ em lấy con cây dĩa hỗ trợ. Bóc. Em phải bóc mới được. Rau mình để cái thứ. Có hành lá để được. Lá sung. Lá sung. Bún. Bao tử luộc giòn để vô. Không nhúng nước. Không sao chứ. Mà tử nó mềm hà. Nó bể cho con tay. Sả nước giòn. Mời các bạn nha. Chấm cái đây. Lá mơ. Cái giòn ngon các bạn ơi. Cái bao tử nó giòn gụm mà. Đã. Bí quyết luộc bao tử giòn là cái vậy đó. Mình luộc mình canh nước chín nó giòn giòn hơi. Cái rồi quăng ra nước đá mình ngâm một cái. Anh làm nước chấm nó ngon hơn em làm hả? Mời cả nhà. Trần không ra nước vẫn nó giòn thấy không? Bể rồi. Nó ngon lắm. Giòn. Quán lá mơ giòn. Còn đó mơ thơm thơm các bạn. Mà ai ăn quen ăn mới được. Con người nó hôi. Thúi rồi hôi. Nó thúi. Thúi lá hành như thơm. Ừ. Ngon. Bánh tráng bể hết chưa? Em không nhúng hai nước. Cái đi. Không, nhúng nước thôi được. Nhúng nước phần nửa khúc cái đầu sắp đầu lại. Nhìn nè, nó cặp vô đây, nó cái này nó ướt, nữa mình cuốn mới được. Bữa hôm mình cũng ăn bánh tráng cuốn, mà bữa hôm là ăn da đầu. Cái tha gì nè cả nhà ơi, tha nước cho mới được. Bữa nay mình ăn bao tử luộc giòn. Bánh này nhúng. Đúng thì nó quá mềm. Bên này bao tử luộc giòn. Ngon. Buổi chiều không ăn cơm nổi các bạn. Anh cuốn bao tử ra. Hả? Ăn miếng bao tử ăn ngon. Đó, em ăn thử ai. Trắng tư. Ngon. Món thơm nữa hả? Thơm. Ừ. Muốn xài bầu ngon. Muốn hành. Đủ thứ. Lá sung các bạn. Gì cũng ăn được hết. Lá gì nè quên à? Cần thấp. Cần thấp mình trồng tốt vậy. Bự. Mình quế vị nữa. Mình cuốn bánh tráng mà các bạn mà cứ để cộng hành vô. Thơm. Hành sống. Anh làm này ăn ngon hơn thẩm không?
do người bành nữa. Tỏi bành nó nhãn. Bành không nhãn nó đâu có ai. Chứ không em bành cho ai bành. Ai ngọc bành như vậy. Nước hổng nó bị mặn. Mặn là không ngon đâu. Con này mặn quá không ngon. Có mắt có ngon. Ừ. Mày ăn 2 miếng là được ha. Thôi thì anh ướp lại vậy nè. Thì anh để đây vậy cái gì anh cuốn qua cho cái đó. Cho hành vô. Tới gì à? Cần thắt. Để vô. Cho ba tử vô. Miếng da đầu heo vô. Xoài giá. Xoài vô. Lá mơ có chưa? Có rồi. Giá 2 bạc cộng vô. Bự quá cũng không hết. Đó, một cuốn nữa, nãy giờ 4 cuốn rồi đó, cuốn thứ 4 rồi đó. Nó ăn là hết gỗ rồi. Vô mòi rồi. Lá mơ hôm nay không có mưa, nó muốn già. Hôm qua nó đeo cây chanh sụ xuống luôn, nó không đeo hàng rào nữa. Em cắt không cho lên cây chanh để cho cây chanh có cháo. Cuốn này mình quên để bún rồi. Ăn nhà thịt với gạo thôi mà. Thế mà ngon quá. Cá mơ này cả nhà nhớ ăn món gì ha. Thịt chó lột hay thịt cay. Món đặc biệt nhất cá mơ. Thịt cay lột. Ngon, lá bự mà. Lá bành bành. Nó non xèo à. Là mình nghĩ ông thịt trời rồi các bạn ơi. Mà nhỏ ăn giờ lắm. Nó ăn dữ lắm giờ nghỉ rồi. Không ăn. Hồi đó nghe nó thịt cay rồi. Gỡ vách nhà đi. Gỡ vách nhà đang chạy đem đi thui. Này, mình không ăn ngay cỡ 8 năm rồi. Ừ, 7 năm rồi. Chứ đâu ít. Ê, lúc đằng quán mình còn ăn. Không nghĩ nè. Cỡ 6 năm rồi ha. No. Đằng quán mình còn ăn. Cỡ 6 năm mà không ăn thịt cầy nữa các bạn. Bây giờ nghỉ luôn. Thấy tội cho con chó quá, không ăn nữa. Chứ ngày xưa lá mơ này mà thịt cầy mà luôn nước dừa ha. Ngon lắm. Mới đầu lá mơ nghe mùi thở không được. Và ăn được rồi sao nó ghiền luôn rồi. Hơn. Ủa sao nó ít chưa? Thiếu gì? Đúng chưa? Thiếu thịt à? Chưa để thịt mà. Đúng giá rồi. Anh thích thịt dày quá. Ừ. Sắc dày quá anh nói. Nói vậy? Mà mốt sắc ngắn mới được. Sắc nghiêng cái dao lại á. Ừ. Không phải. Cũng nghiêng nhưng mà sắc ngắn rồi. Không, dài cũng được nữa mà nghiêng mỏng 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 lắm. Nghiêng càng nghiêng nó càng mỏng. Cây rau gì mà héo luôn chà. Cây thuốc dồi. Cắt lòi. Lá lốt đầy đủ hết. Rau nháy. Đâu rồi, nhớ rau. Ăn rau khủng khiếp không các bạn? Rau mình trồng không nè. Trồng ở ngoài sao? Nãy ra cắt.
có hai chồng bắp bún cuốn rau, còn xếp bún rau luôn, bún rau luôn, nò. Cắt không bị dễ hết nổi à. Mình kết quả mình làm được 5 cuốn ha các bạn, không ăn nổi nữa thôi. Buổi tại chiều nay mình cũng xin phép cô chú anh chị các bạn mình kết thúc video nha cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video mới của mình. Nhớ bấm chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị các bạn. Mình xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.